Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại cái phố cổ của Hạ Long. Hôm nay Minh Toàn sẽ gửi một số cái hình ảnh về phố cổ Hạ Long đến cô chú và các anh chị. Ở khu vực này là cái khu vực mà phía trong, phía sau, phía trong của phố cổ. Còn nếu mà để mà cái phía ngoài đường thì sẽ mất hơn. Và ngoài đường thì Minh Toàn có một số cái video nói về phố cổ của Hạ Long, thì rất mong cô chú và các anh chị đón xem ở các video đấy ở trong cái kênh của chúng ta đang xem, và trong cái danh sách phát là cuộc sống Hạ Long có rất là nhiều cái video nói về Hạ Long. Và đây cũng là phố cổ, nhưng phía đường đi bên trong, chúng ta đang đi phía bên trong. Đây là phía sau cái cửa này là cái khu vui chơi. Trong cái khu này là chúng ta phải mua vé để chúng ta vào, chứ chúng ta không thể là tự tiện vào các cái cửa như này được. Chúng ta đi vào cái khu mua vé, xong rồi chúng ta sẽ vào đây để chúng ta chơi các trò chơi ở trong này. Đây có các quán cà phê này, các quán ăn này, lượng xe rất là nhiều. Và khu vực này nó là nằm cạnh cái đường cánh đường Hạ Long. Đấy, trong này thì các cửa hàng trong này thì đang đóng cửa. Vào mùa này thì ít khách du lịch, cũng như thế mà các cửa hàng trong này cũng không mở quá nhiều. Khi mà chúng ta về Hạ Long vào mùa này thì cũng thực sự rất là buồn, nhưng mà đêm mùa hè thì ở khu vực này nó chẳng khác gì là cái khu vực mà phố Nguyễn Huệ của ở Sài Gòn, hay là phố cổ của Hồ Gươm, phố đi bộ Hồ Gươm. Thì khu vực này nếu mà mùa hè thì chẳng khác gì những cái phố, hai con phố đấy. Nhưng mà để mùa đông này thì khá là vắng. Bởi vì về với Hạ Long thì chủ yếu là chúng ta đi du lịch biển. Mà du lịch biển vào cái mùa đông thì ít ai ra biển, bởi nó lạnh. Đây là một cái nhà hàng. Buổi tối mà chúng ta đi những cái khu phố cổ này thì những cái ánh đèn điện rất là lung linh luôn. Đây, nhà hàng Hồng Kông. Nhà hàng Hồng Kông khá là đẹp. Và hôm nay mình toàn sẽ dạo bước quanh khu vực phố cổ này để gửi một số hình ảnh đến cô chú cũng như các anh chị. Đi thẳng ra đây là chúng ta đi ra cái đường mà xuống dưới bãi biển, và khu vực có cái quảng trường của khu vực Hạ Long, khu vực sầm uất Quảng Ninh đang xây dựng. Mà đi ra đấy thì đây, chúng ta sẽ đi một đoạn nữa xuống đây xem khu vực này nó có những cái gì nhé. Đây, mấy thưa cô chú, ở dưới này thì đúng là cái đất du lịch, những cái lốp xe rất là bình dị thôi, nhưng mà sau khi mà được bởi những cái nghệ nhân thì nó sẽ tạo nên được những cái ảnh, những cái hình mà chúng ta đang xem rất là nghệ thuật. Đấy, gồm các cái đĩa của các món ăn. Và đây là cái đường đằng trước của chúng ta, là đường này gọi là đường Hạ Long. Đấy, chúng ta đi thêm một đoạn này nữa xem thì khu vực này nó có những cái gì nữa. Đây, một cái bàn như thế này bằng lốp xe được chế tạo ra để làm bàn uống nước, khá là thú vị. Wow, khá là thú vị luôn ạ. Thank you.
hàng tạp hóa bán đồ lưu niệm khá là đẹp. Bán đồ lưu niệm khá là đẹp. Đấy, chúng ta đi thẳng ra đây là cái khu vực này, là cái khu vực mà đi xuống đường xuống bãi biển, bãi tắm. Chúng ta đi tiếp ở đoạn này nữa xem. À, mình toàn thấy một cái đặc điểm là khu vực này rất là nhiều quán massage nhé. Đây, đây là một quán massage nữa. Từng này giờ mình toàn gặp 3-4 cái rồi, 3 cái quán massage. À, mình toàn thử vào đây xem mua cái mụ cho người em xem có mụ đấy không. À, đây rồi, khả năng có cái mụ đấy. Wow. Anh xem cái mụ ấy. Em ơi, cái này anh bỏ xuống anh xem được không? Ok, cảm ơn em. Kích cơ là nó giống nhau hết đấy. Cái này là bao tiền đấy nhỉ? Cái đấy 120. 120. Có cái loại nhỏ hơn không nhỉ? Nhỏ hơn. Đó. Đây, mấy cái mẫu đen đây. Loại này á? Mấy. Không có to hơn, có một loại mà nó to hơn loại này, nó nhỏ hơn loại này. Nó tầm tầm như này này.